Bà đang nói thật hay nói đùa đấy? Sao sao tự nhiên lại muốn hẹn hò với tôi? Mà sao 10 like này có một phẫn nộ của rượu đây nhỉ? Có những tình cảm chưa kịp nói ra thì đã tắt. Tôi có tham lam không? Khi cảm thấy rung động trước cô gái này, tôi không biết và cũng chẳng có khoa học nào trả lời được câu hỏi đó. Chuyện con tim cứ để con tim giải quyết. Thật ra tôi đã thích một người, nhưng mà người này không phải không? Cuối tuần bà gọi tôi ra đây là có chuyện gì vậy? Hẹn hò. Bà đang nói thật hay nói đùa đấy? Sao sao tự nhiên lại muốn hẹn hò với tôi? Trời ơi, ông bị điên à? Tôi gọi ông ra đây hẹn hò để hẹn hò với con rượu chứ không phải hẹn hò với tôi. Tôi có điên đâu đi hẹn hò với ông. Đúng là hôm nay chúng ta có buổi học nhóm, nhưng mà cái thằng Thắng chết tiệt đấy nó không tới. Với cả tôi có việc bận nên là chỉ có hai người học với nhau thôi. Theo như quan điểm của tôi thì đây là một mưu kế khá cũ kỹ và nhiều lỗ hổng. Thế lỡ như mà Diệu qua nhà Thắng thì Thắng vẫn ở nhà thì sao? Không thể nào nói là nó bận được. Với lại nếu như Diệu nhất quyết muốn bà ở lại đây thì sao? Rồi thì khi thấy bà về cũng theo bà về luôn thì sao? Còn nếu như vào vấn đề chính đi. Tôi chưa sẵn sàng cho buổi hẹn này. Sao không nói luôn đi? Thế nên tôi mới hẹn con Diệu 2 tiếng nữa mới có mặt ở đây. Nghiêm nhiên là chúng ta có 2 tiếng để luyện tập hẹn hò với nhau. Ok. Luyện tập hẹn hò? Chính xác. Tôi sẽ dạy cho ông phương thức hẹn hò đảm bảo hiệu quả, không bối rối, mà độ thành công của nó lên đến 100% cơ. Làm gì có phương pháp nào đảm bảo 100%? Bà dựa vào đâu mà nói ra những con số phản khoa học như vậy? Nó có phải phụ thuộc vào những... Vậy có muốn hẹn hò hay không? Muốn. Nói thế cho nhanh không? Giải quyết vấn đề dễ dàng không? Đầu tiên ấy là ngoại hình. Ngoại hình ở đây không phải là trang phục, mà nó còn là đầu tóc, ánh mắt và cử chỉ, kiểu body language. Ông hiểu không? Tôi biết về cái gu ăn mặc của ông, thế nên là tôi đã mượn đồ của thằng Thắng cho ông rồi. May mà hai người cũng xem như nhau. Tôi nghĩ là ông béo hơn nó một chút nên mặc hơi kích đấy. Không sao. Cầm lấy, vào thay đồ đi, xong ra đây gặp tôi. Nhưng mà... Nhanh nhẹn lên. Thank you.
coi như là phần ngoại hình của ông không thể cải thiện được nữa. Tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy. À, thôi được rồi. Cái gì nhìn lạ lạ, nhưng mà nhìn lâu thì cũng thấy hay mà. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ ấy, là nội dung. Như ông cũng thấy đấy, ông thì quá là logic, còn con Diệu thì nó quá là mơ mộng. Một thằng khối A nói chuyện với con khối C, nó rất khó để mà dung hòa với nhau ấy. Thế nên bây giờ hãy tìm nội dung phổ biến mà thiên về nó nhiều hơn, để nó cảm thấy nó được trân trọng. Nội dung phổ biến à? Chính xác. Năng lượng hạt nhân hay khoa học cấy ghép tế bào động vật có vú có được không? Ông bị điên à? Có lậy bố đấy. Ý con đang nói vấn đề ở đây là phim ảnh, âm nhạc hay tiểu thuyết gì đó, chứ không phải động vật có vú có viết gì ở đây. Không biết là cô ấy có thích phim khoa học, nhạc thiền hay là tiểu sử với các chính trị gia không? Ông đừng nói với tôi là ông không biết về Highline, Highcross hay Phidiop nhé. Thế còn Sơn Tùng MTP, Hồng Ngọc Hà, Bằng Kiều, Chi Pu, vân vân và vân vân. Ok, khóa học bổ trợ về kiến thức bắt đầu. Ai là người đã trình bày ca khúc Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe? 3, 2, 1, trả lời. Mỹ. Không phải, Quang Thí Linh. Ai là người đã trình bày ca khúc 2 triệu năm? Trả lời. Người thời đầu đá. Không phải, Đen Vông. Ai là người đã trình bày các học âm thầm bên em? Vì rút. Đúng hả? Không. Này, thế thôi bây giờ như này nhá. Tôi nói ông không hiểu thì bây giờ ông nói đi, để tôi đoán tôi hiểu. Tôi tin vào cái sự thông minh của tôi. Vậy tôi thử diễn tả cho bà xem nhá. Ok, làm đi, đoán đi. Parasite. Hả? Là parasite. What? Tôi vừa diễn tả cho bà một loài ký sinh trùng có mang tên Toxoplasma gondii. Đó là loài ký sinh trên con mèo. Sau đó tiếp xúc với con người qua phân mèo, ký sinh trùng này sẽ xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương của con người, gây rối loạn thần kinh chức năng, tâm thần phân liệt, khiến cho nạn nhân có ý định tự sát và gây ung thư não. Và đó chính là phim Parasite. Thế thì tôi có nói đúng không? Thì con người có ý định tự sát để trả ăn bả chó để chết như ông diễn tả vừa nãy còn gì? Mà cái con mèo gì đâu mà lạ quá thế. Con mèo đấy phải mèo như thế này chứ. Chứ nó có như thế này bao giờ? Thật điên. Chỉ lại quần áo đi. Sẵn sàng chưa?
Mọi người đến sớm thế. Nhưng mà Thắng đâu? Không đến muộn như mày. Đâu có việc đột xuất. Tao không biết lấy ghế ngồi không? Hay phải hầu? Mà này, nhìn bộ quần áo này hơi quen quen đúng không? Quen cái đầu mày ấy. Đàn ông con trai chúng nó một quần áo giống nhau là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Mà thôi, chia sách chia vở đi. Giải quyết nốt vụ hôm trước. Không xong là không được về đâu đấy nhá. Ok. Alo, con nghe ạ? Ôi, cái gì ạ? Vâng, con để ngay ạ. Vâng, tao phải về nhà gấp. Mẹ tao bị trật chân rồi. Tao về với. Không sao đâu, mày ở đây giải quyết bài em Phương đi. Không sao mà không được về đâu. Ở nhà tao đã có bố tao rồi, không đến lượt mày đâu. Tao về nhá. Ôi mẹ. Không biết là cô ấy có sao không nữa. Thôi mình học bài nhá. Ông mở thang 10 ra. Tôi đi vệ sinh cái đã. Uầy, phải công nhận là mình chụp hình đỉnh vãi. Trông mình đẹp trai không khác gì Park Seo Joon cả. Con Trang này, trông ra ra gì. Say nắng thì mãi chỉ là say nắng. Nếu như nó không được vun đắp từ hai phía và cảm nhận được sự đồng điệu của nhau, và đó cũng là khoảng cách tôi nhận ra cơn say nắng đầu tiên của đời mình đã chấm dứt trong vành. Nhờ cái cách nó đến vậy. Đây có phải là một chút sức lắm không? Hai cái đứa này. Thật ra thì... Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi phải nói điều này với ông. Thật ra tôi đã thích một người. Nhưng mà người này không phải ông. Tôi lại không muốn bọn mình phải khó xử với nhau như thế này. Nên là ông đừng thích tôi nữa được không? Thật ra thì lúc nãy tôi định nói. Hình như bây giờ tôi không còn thích rượu nữa. Hả? Tôi có việc nên là tôi phải về trước nhá. Không biết lúc nãy mình có nói gì sai không nhỉ? Ô, có đồ ăn rồi à? Ăn đi. Mày trông này, tao chụp hình hai đứa mình đi chơi với nhau, đẹp chưa? Tao đăng có một tiếng rồi, mà được tận 10 like rồi. Đẹp không? Mà sao 10 like có một vẫn nộ với rượu đây nhỉ? Ảnh đẹp thế này mà. Này thì tôi cho mày một trận. Sao mà mày ngu đấy, ngu rốt rồi dậy mày. Ai cho mày đăng ảnh lên hả? Rồi ạ, không được cái tích sự gì. Tôi chồng quá. Ảnh đẹp mà. Ủa, tôi chết cha. Mình với nó bảo đang bận cơ mà. Quả này thì cái rượu biết hết rồi còn đâu. Nhưng mà sao nó lại phẫn nộ nhỉ?
không biết nó có phẫn nộ ảnh nào nữa không nhỉ? Đứng lên, đi theo tôi. Và không cần phải nói gì cả đâu. Chú ơi, cho cháu combo 40 nhá. Cho cháu một stream với một mì bò 2 trứng nhá. Đấy, đi vào đây, vào đây, vào đây. Ê, gọi điện mở máy cho tao chưa đấy? Rồi, rồi đấy. Chú ơi, làm cháu có thể làm môi nhá. Được, có ngay. Một chai sự tinh luôn. Chắc chắn rồi. Thôi, hợp lý nhở? Chưa, vào chưa? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cảm ơn nhá. Chọn đúng tướng tôi chọn rồi đấy. Vào đây chơi đi ông ơi. Khi mà buồn ấy thì đến đây xả stress là tốt nhất đấy. Đây là tuyệt chiêu của tôi đấy. Vào mà chơi đi, sao mày tôi có tham lam không? Không. Khi cảm thấy rung động trước cô gái này, tôi không biết và cũng chẳng có khoa học nào trả lời được câu hỏi đó. Chuyện con tim cứ để con tim giải quyết. Vậy là một lần nữa trong tôi lại xuất hiện những cảm xúc khó nói thành lời. Xin lỗi mà, chỉ muốn cho bà mau thoát ế nên tôi mới như vậy thôi. Đừng giận nữa nhá. Tôi mua cho bà cây kem, ok không? À, 10 cây luôn, đủ hương vị cho bà ăn thoải mái. Đừng giận nữa nhá, nhá. Nhớ là phải trừ cái vị sầu riêng ra. Tôi là tôi chúa ghét cái vị sầu riêng luôn. Ok luôn. Thế nữa bà còn chuyện tranh nữa nhá. Duyệt, vậy nhá. Để tối tôi qua chở bà đi mua kem. Có những tình cảm chưa kịp nói ra thì đã tắt. Cũng có những tình cảm cháy âm ỉ hàng ngày, nhưng chúng ta chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói ra cả. Đây á? Không. Để lo sao? Mà này, lúc nãy bà tả gu kiểu gì sao giống hệt tôi thế? Hay là bà thích tôi đấy? Hâm à? Ông nói linh tinh cái gì ý. Chứ nếu mà thích ông thì tôi thích từ lâu rồi. Đi gọi mà đây không mưa. Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nhá. May đây là nhà gửi xe đấy, chứ lỡ may là cầu thang thì chắc là cậu gãy chân hay là gãy tay rồi đấy.
mà này, tôi thấy cậu cũng xinh gái dễ thương đấy nhở. Nhưng mà cậu có chân có tay mà đúng không? Có chân có tay thì lần sau tự đi một mình đi. Vì anh Thắng ấy sắp là người yêu của tôi rồi. Hiểu ý tôi chứ? Thắng à, ông mua cho tôi trà xanh với cả bánh bao nhá. Ok, chờ ý quá ta. Này, mày không hiểu ý tao nói gì à? Hả? Tao nói anh Thắng à? Trang. Hello. Xinh gái quá nhỉ? Nhưng sao chân tay lại đi chơi lung tung thế? Này, tao chỉ nói một lời thôi nhá. Có chân có tay thì phải tự giữ. Không có đến lúc là gãy chân gãy tay lúc nào tao không biết đâu đây nhá. Biết. Ông này, thế vẫn giận à? Người gì đâu giận dai đấy. Người ta đã xin lỗi rồi thì thôi, xin lỗi vẫn giận thế giận làm gì? Làm gì mà dễ dàng bỏ qua như thế được? Thế bây giờ làm gì thì mới hết giận? Từ bây giờ ấy, ta sẽ làm trưởng nhóm. Mày bị điên à? Tao đường đường là đại ca, bây giờ để mày làm trưởng nhóm chứ còn ra cái thể thống gì nữa, trèo lên đầu tao mà ngồi này. Thế thì đừng có nghĩ đến cái chuyện bỏ qua nhá. À, được rồi, 3 ngày. À không, 1 ngày thôi, 1 ngày làm trưởng nhóm thôi. Trời ơi, quyết 3 ngày, xong đó. Đi, đệ tử. Nào. Không biết là Diệu đã đi học chưa nhỉ? Có thể giúp gì cho bạn nào? Nếu bạn muốn làm chăm sóc khách hàng, hãy liên hệ đến tìmviec.com.vn nhé.